luyện viên Kiati Sắc, lứa này chưa thể sánh với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn. Huấn luyện viên Kiati Sắc cho rằng lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đang đá V-League 2023 không thể sánh bằng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sau trận hòa Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng 9 V-League 2023. Hòa câu lạc bộ Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, khi mà các chân sút phố núi phung phí cơ hội, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo nên kỷ lục thú vị tại V-League 2023 với trận hòa thứ 7 chỉ sau 9 trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiati Sắc cho rằng ông hài lòng với một điểm có được trong trận đấu này. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai khi thi đấu trên sân khách là giành một điểm. Các cầu thủ bắt nhịp tốt, có 3, 4 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, đội có bàn thắng sớm. Lúc đó, chúng tôi phấn đấu giành 3 điểm nhưng Đà Nẵng có tiền đạo cao to. Trong tình huống hàng thủ bối rối, họ đã có bàn thắng. Ở trận đấu này, Đà Nẵng cũng rất cần điểm, kết quả hòa là hợp lý với hai đội, Zico Thái chia sẻ. Huấn luyện viên Kiati Sắc cho rằng lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đang đá V-League 2023 không thể sánh bằng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sau trận hòa Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng 9 V-League 2023. Hòa câu lạc bộ Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, khi mà các chân sút phố núi phung phí cơ hội, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo nên kỷ lục thú vị tại V-League 2023 với trận hòa thứ 7 chỉ sau 9 trận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kiati Sắc cho rằng ông hài lòng với một điểm có được trong trận đấu này. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai khi thi đấu trên sân khách là giành một điểm. Các cầu thủ bắt nhịp tốt, có 3, 4 cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, đội có bàn thắng sớm. Lúc đó, chúng tôi phấn đấu giành 3 điểm nhưng Đà Nẵng có tiền đạo cao to. Trong tình huống hàng thủ bối rối, họ đã có bàn thắng. Ở trận đấu này, Đà Nẵng cũng rất cần điểm, kết quả hòa là hợp lý với hai đội, Zico Thái chia sẻ. Còn bên phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bày tỏ, hai đội chơi đầy cống hiến và tạo ra nhiều cơ hội. Hiệp 2 tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn và nếu may mắn thì chúng tôi đã giành chiến thắng. Hiện tại, đội chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Hai trận đấu chúng tôi đã giành được 2 điểm và đây là động lực để toàn đội quay trở lại ở vòng đấu tới. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về nhà tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội, còn câu lạc bộ Đà Nẵng sẽ đến làm khách trên sân của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.